mùa hè. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại. Tôi là Phương Dưỡng. Yeah. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Thời tiết mùa hè bây giờ đang rất là nắng các bạn, nắng gọi là nắng rát luôn. Vì thế tôi sẽ tận dụng cái ánh nắng này, sẽ chế tạo lò nướng năng lượng mặt trời. Không lo nhiều nữa, bây giờ tôi sẽ đi làm cái lò nướng lên luôn. Let's go. Chế tạo xong cái hộp cách nhiệt đặt vào như này đó. Sau đó cho đồ lên để nướng, nhưng mà chưa xong đâu, còn nhiều công đoạn lắm, bây giờ các bạn cùng theo dõi nha. Chuẩn bị hoàn thành cái lò nướng này rồi. Đó. Yeah, vậy là chúng tôi đã chế tạo xong cái lò nướng bằng năng lượng mặt trời. Nhìn cái lò nướng của chúng tôi nó không được đẹp mắt cho lắm, nhưng mà không sao, nướng được đồ ăn nên là được rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ thử man cho trời nắng để xem mà nó có hoạt động không nha. À đâu, hình như còn một cái yếu tố nữa. Tôi thấy sai sai các bạn ạ. À, lắp đậy đâu? Lắp đậy đâu? Quên lắp đậy rồi. Không, không cần lắp đậy. Nếu mà lắp đậy làm sao mà hắt được xuống nữa. Lắp đậy bằng kính. Hiểu chưa? Để nó giữ nhiệt bên trong thì đồ ăn mới chín được. Tôi có ý tưởng đây, Vinh đi cho anh. Tôi sẽ tháo cái kính của cái KC của tôi ra để làm lắp đậy. Đây. Cái KC của tôi, cái vỏ đầu nằm bằng kính. Vì vậy tôi sẽ tháo ra. Phòng tôi hơi bừa bãi, các bạn thông cảm nha. Các bạn, tôi là con trai nhưng mà tôi rất là lười dọn phòng. Phòng hơi bẩn, các bạn thông cảm nha. Lấy cái kính của vỏ cát xê này để làm lắp đậy lò nướng. Không biết nó có vỡ không nhỉ? Không sao, có cái dùng được rồi. Mang xuống đậy lò nướng luôn. Không biết cái kính này có vừa cái lắp hay không nữa. Thử thử xem nào. À, vừa kíp. Ô, tuyệt vời. Bây giờ tôi sẽ test cái lò nướng này nha, xem nó có hoạt động không. Ui dồi. Này. Chói là loại luôn. Ngửa lên, đấy, thế này này. Đấy. Ui, nóng lắm rồi. Ui, nóng này, từ sao vào trong. Ui, ở bao, ở bấm mà. Được các bạn ạ, hoạt động tốt đấy. Bây giờ tôi sẽ thử chiên trứng lên xem là có chiên được không nha. Vì bây giờ là 3 giờ chiều rồi, nắng hơi yếu. Vì vậy tôi chỉ test vào quả trứng thôi, để xem có chiên được trứng nha. Đây là cái chảo này các bạn nha, chảo đang ướt này. Không, các bạn bảo là cái chảo đun nóng nha, chảo đang ướt nha. Đây, tôi đặt vào đây. Đó. Cho mỡ vào chứ? Hả? Không cần. Cho mỡ thì nó mới chín, nó mới xèo nó mới chín được chứ. Bây giờ cho khô chảo đã. Không, các bạn bảo là mình đun nóng chảo lên rồi. Bây giờ mình để cho khô chảo đã. Chảo khô rồi nha các bạn nha. Bây giờ tôi sẽ tiến hành cho trứng vào nha. Bây giờ tôi sẽ đậy lắp lại và chờ trứng chín nha. Xem là cái lò nướng của tôi chế tạo có chiên được trứng không. Ok, đậy lắp lại. Cái lắp này hơi trơn. Thì hôm nay là tôi chế tạo cái lò nướng bằng năng lượng mặt trời. Còn ngày mai thì tôi sẽ nướng tất cả mọi thứ bằng lò nướng luôn. Vì ngày mai nó nắng mới to ấy. Còn bây giờ muộn rồi, chiều muộn rồi, không nướng được nữa. Ngày mai tôi sẽ nướng thịt này, nướng tôm này, nướng bánh bao này. Nó lại nướng tất cả mọi thứ bằng cái lò nướng năng lượng mặt trời. Còn bây giờ là chiều muộn rồi, chỉ test quả trứng thôi. Quả trứng vẫn chưa chín các bạn. Hay là tôi bỏ kính này ra nhỉ? Cái kính này nó màu, tối màu nên nó hấp thụ ánh sáng ấy. Theo cái kính này này, nó bóng luôn này.
Ừ nhỉ. Cái kính này nó hấp thụ hết nhiệt sao ấy. Tôi cảm giác là nó rất là nóng. Thôi kiểu này không cần đậy đâu Dưỡng ạ. Em ra ngoài. Ừ, không không phải đậy đâu. Không cần đậy đâu. Tôi sẽ không đậy nha các bạn nhá. Ừ, bỏ kính đi ra. Khéo từ lấy là cái kính màu đen này nó hấp thụ nhiệt đi. Cái kính này nóng bỏng luôn, khéo nó không đến quả trứng được của mình ấy. Bỏ cái kính này ra khéo là tị trứng nhanh chín hơn. Các bạn ơi, vậy là trứng nó không chín được các bạn ạ. Các bạn là nắng nó yếu quá. Không chín được các bạn ạ. Thì ngày mai nắng to thì tôi sẽ test cho các bạn lại nha. Chứ bây giờ nắng nó yếu quá không chín được trứng các bạn ạ. Chớp mắt một cái thôi đã qua một đêm rồi. Bây giờ đã là ngày hôm sau rồi. Nắng rất là to, nắng đã luôn. Tôi đã thay cái lèn bằng viên đá màu đen nhá. Vì cái màu đen nó hấp thụ ánh sáng tốt hơn, nó dễ tăng nhiệt độ hơn. Đó. Sờ vào nóng luôn rồi. Bây giờ tôi sẽ để đồ ăn ở đây nha. Đầu tiên là con tôm nha các bạn nha. Con tôm này. Đây là cá nha các bạn nha. Cá tôi đã cắt miếng bé ra. Đây là thịt gà nha các bạn nha. Tiếp theo là xúc xích nha các bạn nha. Trứng này. Trứng để bên này đi. Ngô này. Ngô để lốt bên này đi. Ngô bên kia. Đó. Ở quê tôi tìm bánh bao mãi không có. Tìm ở đâu không có, không ai bán bánh bao cả. Vì tôi sẽ thay bằng bánh rán nha. Tôi tự pha bột và cho bột vào đây. Và bây giờ tôi sẽ đậy lắp lại nha các bạn nha. Đó. Thèm quá, nhìn mấy món ăn trong đây thèm quá. Ngon nhỉ. Không biết bao giờ mới chín đây. Chắc độ khoảng 2 tiếng mới chín đấy. Em nghĩ là 3 tiếng thì mới chín được. 2 tiếng thôi. Nướng ánh nắng mặt trời nắng to như này thì 2 tiếng là chín. Ừ, yeah. Đây là bữa trưa của tôi và Vinh Trần Đẻ và Sáng Su. Mong là nó chín các bạn ạ. Trong lúc chờ đợi thức ăn chín thì Vinh Trần Đẻ đã leo lên cây quéo để ngắt quéo ăn. Vậy là đã một năm trôi qua rồi, các bạn nhớ một năm trước là quéo cho tôi đầy không? Đấy, vậy là một năm trôi qua đấy, bây giờ năm nay lại có đến mùa quéo đấy. Bây giờ có quả ra rồi, có quả rồi. Chua quá. Chua vãi đái là có thật các bạn ạ. Một tiếng đã trôi qua rồi, bây giờ tôi sẽ lật đồ ăn lên để cho nó chín đều ấy. Cái hơi nóng bốc ra từ cái bếp này. Quá trời nóng rồi, ui. Ui, một mùi thơm các bạn ạ. Ui, thức ăn đã chín hết rồi các bạn ơi. Gần như chín rồi, bây giờ tôi sẽ lật đều lên. Đó. Ui, tôm vàng chéo luôn này. Đó. Và trứng này. Cá này, cá chín luôn này. Ôi nó dính luôn vào cái miếng của chúng ta này. Ồ, cá chín rồi các bạn ơi. Đây tôi sẽ lật lên cho chín đều. Thịt gà này, ngô này, xúc xích này, à, đây là cái bánh của chúng ta, bánh rán. Cái bánh rán nó gần như là chín rồi các bạn ạ. Thử ăn thử bánh rán xem nào. Chín rồi các bạn ạ, bánh rán ngon rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chờ một lúc nữa để cho nó chín nha các bạn nha. Chắc cũng phải một tiếng nữa đấy. Cho thức ăn là chín kỹ. Chín kỹ thì ăn mới ngon các bạn. Ừ.
chín rồi các bạn ơi. Đồ ăn chúng tôi chín hết rồi các bạn nhá. Bây giờ tôi sẽ thưởng thức nhá. Nhìn rất ngon lắm ạ. Nhìn rất là ngon các bạn ơi. Cứ làm chút cho mày nè. Đó. Bây giờ chỗ mát ăn cho thoải mái. Đây đi về đây. Ủa thơm hết. Ui ơi. Cái này toàn mùi xúc xích thôi các bạn ạ. Thơm lắm các bạn ạ. Cái toàn mùi xúc xích thì nó thơm lắm các bạn ạ. Bây giờ Vinh chọn cái gì ăn nào? Dạ vâng. Ờ. Cho em thử cái thịt gà đi. Ờ, Vinh ăn thịt gà nhá. Thịt gà cho ngon. Đây thịt gà này các bạn nhá. Rồi. Thịt gà con quèo luôn, khô rét luôn. Chín rồi này. Chín rồi này. Thấy chưa? Gì đây, đây bắt đầu chấm nữa. Đó. Đây bắt đầu chấm vừa tôi pha nhá, đấy, để tôi để ăn. Rồi đấy, cho Vinh ăn thịt gà. Ừ, xúc vật mặn mặn nhé. Ăn hết đi. Ý từ từ ăn, anh chấm một phát. Không mặn đâu, ăn đi, ngon mà. Không phải là không ấy, kem vừa mặn vừa cay chứ. Ăn đi. Ê, chín chưa? Ừ, chín chưa? Ngon. Điêu. Ngon. Ngon á? Ngon gì vào bạn. Ui. Ngon thật không? Nào ngon thật. Bùa ăn, em nói dối làm gì. Ngon. Ừ, được. Đây. Vinh điện gà ngon, Ninh điện ăn nó con tô mà nha. Đây con tô các bạn nhìn nha. Ui. Ui, khô rong rồi này. Chín luôn. Ui nóng bỏng luôn này. Nóng bỏng luôn các bạn ạ. Ui. Ui trong đây mới là nóng này. Tóm lại là ngon thì bây. Còn nốt miếng ăn nốt. Ngon quá. Nhưng mà lướng kiểu ánh sáng mặt trời tôi cảm thấy là đồ ăn nó hơi bị khô ấy. Không biết phải là do tôi không cho dầu ăn không. Nhưng mà tôi thấy là đồ ăn sau khi lướng vào ánh sáng mặt trời tôi thấy khô lắm. Khô mà anh mà cũng ăn ngon rồi chứ. Được rồi. Ui. Ui thơm lắm đi ạ. Ô con tôm này để anh ăn, để anh ăn thơm lắm. Thôi em ăn rồi. Anh ăn đó. À đưa cho chấm đây anh ăn nào. Em ăn cho anh. Không anh ăn thơm lắm con tôm. Nó sướng đi rồi các bạn. Bóc vỏ ra. À đây chấm ăn đi, chấm đi. Chấm sao vào, mặn nào, ngon. Tôm nướng bằng năng lượng mặt trời, bằng ánh nắng mặt trời. Ngon không? Được bật chứ. Thơm không? Đấy bảo rồi ngon. Không ngờ đồ ăn lại chín được. Ngon đấy. Bây giờ ăn quả trứng à? Trứng em sao không chín đi. Quả trứng chín luôn, anh khẳng định trứng luôn, quả trứng chín cút. Ừ, thì bao đây, anh bao đây xem nào. Bao đây để em ăn nào. Ui ui, thế luôn luôn ọc vụt kia rồi em nghĩ chưa? Chín, nóng bỏng tay luôn. Anh vứt vỏ luôn ra đây này, anh ra đâu ấy, anh vứt vần đánh mấy con cá này tí ai ăn. À ừ, quên. Đây là cá nha. Ui, cá khô đét luôn. Cá thì ra sáng như su ăn thôi. Thì ra sáng như su ăn thì ai ăn cá rồi. Ui, nóng bỏng luôn ấy. Tuyệt vời luôn, quả trứng chín rồi. Đâu xem nào. Mày bóc lâu này, bóc cho. Im này, để em thử xem thôi. Nóng bỏng tay luôn. Ui, nóng thẳng luôn. Nóng bỏng tay luôn các bạn ạ. Đỡ mày để luôn một lúc đi. Để một lúc đi. Ui, nóng lắm. Nóng lắm các bạn ạ. Nóng lắm rồi. Nhà đất động chín đấy các bạn ạ. Quá chín luôn. Ui, chín đây này. Chín luôn, chín. Ui này. Tôi tả cho. Tôi nghĩ, tôi tưởng là không tin. Ui, nóng quá. Tôi nghĩ là tưởng là không chín các bạn ạ. Hóa ra nó quá chín luôn các bạn ạ. Ngon là còn bậc, ngon là còn khác luôn. Ui nóng lắm, quả trứng cũng nóng lắm. Quả trứng nóng dã man luôn. Để bóc cho mà. Thôi tiền nẻ móng tay bóc, toàn bóc thôi. Ui. Thôi cho sáng thì xuống ăn quả trứng nhá. Thưởng sáng. Đấy, bóc đấy. Chín luôn nhá các bạn nhá. Được rồi các bạn đi. Bóc này, bóc còn bắt lên ở đây này. Là chín đấy các bạn nhá. Ngon lắm, cho sáng ăn. Rồi, cho sáng su ăn. Cho sáng su ăn. Xào với còn nóng hổi luôn các bạn ạ. Ăn đi. Tấm chậm vào thì mới ngon. Anh không ngờ là thức ăn lại chín được bằng ánh sáng mặt trời luôn đấy. Ngon không? Tuyệt vời chứ. Ngon lắm, đấy, ngon luôn các bạn. Kiểu nó không có nước ấy. Đúng rồi, trứng nướng bằng năng lượng mặt trời lên nó sẽ không bị mất chất, hiểu không? Nó chỉ bốc hơi lên thôi. Có ngon được khác. Sáng là su ăn cá đi. Ăn cá đi. Ăn nốt đi. Anh Dương cho tôi biết tôi không biết thích ăn cá sao các bạn ạ. Bây giờ bắt tôi ăn cá này. Ăn đi. Nhìn anh nhìn ngon này cứ mở. Mày bảo không ngon gì nữa. Đấy, cá đấy. Không sao. Cá nướng bằng năng lượng mặt trời. Đấy. Khô. Dẫn đi ăn khô nhỉ. Rất là cứng luôn. Tóm lại là ngon, ăn hết đi. Ôi giòn tan à. Tan kiểu đi. Cứng lắm các bạn. Kiểu như là bị bốc hơi ấy các bạn. Ngon. Cá bị bốc hơi. Ngon. Tóm lại là vẫn ngon đúng không? Ăn thôi miếng này. Vinh ăn thử miếng cá xem nào. Ôi. Vinh ăn thử miếng cá này. Vinh ăn đi xem nào. À các bạn nhìn tôi ăn. Cái cá này nó bị bốc hết hơi nên nó khô lắm các bạn.
ấy ăn kiểu như cá chiên ấy, thấy giòn tan phải không? Ừ, rất là giòn luôn. Ngon quá ngon. Sán xúc xích xem nào. Xúc xích nướng bằng năng lượng mặt trời. Xúc xích này có chín không? Xem có chín không, ăn đi. Chín. Có khi còn cháy cơ các bạn ạ. Ừ. Cháy thế nào được, ăn đi. Đấy mà. Ngon, vừa vàng. Ui ôi, sao nhìn ngon đấy, ui chín à? Ngon. Ui cho anh miếng nào. Xúc xích này nó có mỡ rồi cho nên mà nó không bị khô như những cái đồ khác. Ui ôi, rất là ngon. Nhìn nó ăn nhìn thèm quá. Đâu, chấm thử miếng không? Ôi, mà ăn đi, ăn đi, ăn đi. À, ôi ôi, Vinh ăn thử đi, Vinh ăn miếng xúc xích kia đi. Vinh ăn xúc xích kia, để ngồi cho ăn xúc xích cho nó ngon. À, Vinh này thưởng thức món xúc xích nhá. Quá là ngon luôn. Xúc xích lướng bằng năng lượng mặt trời. Ui vẫn nóng rồi các bạn ơi. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ui ôi. Ngon không? Ui ngon. Ngon hơn là nhất trong tất cả các đồ luôn. Xúc xích ngon đấy à? Xúc xích ngon đấy, cho anh miếng nào. Ngon hơn cả rán các bạn. Cho anh miếng nào, cho anh miếng nào. Cứ ăn thử nhá, cực ngon luôn. Ngon. Ủa. Được. Ừ. Ngon, ngon đấy. Bây giờ tôi sẽ ăn món cuối cùng, đó là món bánh rán. Bánh rán. Nó khô quá các bạn ơi, các bạn ánh sáng mặt trời nó bốc hơi hơi bốc hơi lên đi. Bây giờ nó khô đét à? Không cậy lên luôn. Bánh gì mà cứng quá trời à? Đấy. Ok. Ăn đi, nào cho ăn cái đấy cho ngon hơn. Nếu đây là cái bánh rán. Nó khô quá các bạn ơi. Kiểu như là ánh nắng mặt trời nó làm là bốc hơi nước lên đến giờ khô đét là chấm cho anh chấm nhỉ. Nè. Ăn không? Bánh này bánh ngọt mà. Ừ, ăn đi. Ăn đi, kiểu Lêu cũng nghĩ trong bánh rán ấy này ngon không? Ngon. Ngon. Như bánh đá. Thì ăn tốt đi, ăn thế đi. Giòn giòn đấy. Đâu? Cái bánh này giống bánh quế, mày biết bánh quế không? Có. Bánh quế mà ngon ngọt ấy. Giống như ngày xưa bánh quế gì? Ừ. Như thế luôn thật. Ừ. Được rồi chứ. Ngon. Mới vào hè thôi mà tôi đã đen xì rồi các bạn ạ. Đấy, đen kít rồi này. Đấy. Chỉ vì một clip nướng đồ ăn ở ngoài trời đấy, đen xì luôn. À, vì thế các bạn hãy ủng hộ tôi nhiều hơn nữa bằng cách like và đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhá. Share thật nhiều luôn nha các bạn nhá. Cho mọi người cùng xem nhá. Nếu các bạn muốn tôi nướng gì nữa thì các bạn comment trên phần mô tả nhá. Các bạn muốn tôi nướng cả con gà này, nướng con bò này, nướng cái gì bằng năng lượng mặt trời thì các bạn comment nhá. Cảm ơn các bạn xem clip của tôi. Hẹn gặp các bạn ở các clip tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn.